Hết con chim cũng cu kìa nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu theo chỉ hồng để gió cuốn bay về đây, chiếc khăn piêu theo chỉ hồng để gió cuốn bay về đây vương trên cây. Hoa chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, với này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn piêu đây. Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đời người. Vâng, một bản karaoke hết sức là tươi vui, tươi trẻ. Ở trên một nền nhạc, một phân khúc mà chúng ta có thể sử dụng một cặp loa. Đây là phiên bản loa cây. WeWood G6000 có thể cho chúng ta rất nhiều những khả năng xử lý trên các dòng nhạc khác nhau. Những bản nhạc nhẹ nhàng, những bản nhạc tiết tấu chậm hay là những bản nhạc remix, những bản nhạc tiết tấu nhanh, hành khúc như thế này thì đều được WeWood G6000 xử lý và các bác đang được nghe chất âm đấy ạ. Một đôi loa có thể nói rằng cho chúng ta được một sự hoàn thiện kể cả đường hình, kể cả đường tiếng. Em sẽ tháo e căng ra để chúng ta xem về cấu trúc loa của phiên bản này. Vâng ạ, đây là mặt trên. Mặt trên của WeWood G6000 chúng ta sẽ có các hệ thống loa trung trầm, trung cao, siêu chép và loa chép giấy. Với 6 chiếc loa nằm ở trên khoang trên, chúng ta sẽ có được cái giải âm thanh từ trung cho đến cao rất tốt, rất hay. Với các loa chung như thế này thì những bản karaoke được thể hiện một cách rất dễ dàng. Chúng ta hát nghe sẽ nhàn hơn, đỡ mệt hơn và âm thanh nghe nó sẽ sang trọng hơn, và đặc biệt là có sự chuyên nghiệp nào ở đây ạ. Tiếp theo về 2 chiếc loa chép, một chép giấy để tạo sự êm ái, không nghe chúng ta sẽ không cảm thấy bị chói tai, không cảm thấy mệt khi chúng ta nghe nhạc mà có nhiều chép, và chép kèn thì để có một cái độ phóng, chúng ta nghe chép ở rất xa vẫn rõ tiếng chép, vẫn leng keng lách cách, và đấy là những cái nhu cầu thiết yếu cho những bản bolero, những bản nhạc vàng mà chúng ta rất yêu thích, đúng phải không ạ? Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần bên dưới. Và khoang bên dưới của WeWood G6000 sẽ có 2 chiếc loa bát điện đường kính 30. Và đây là phiên bản bát gân vải tẩm dầu, tạo cho chúng ta một cái sức mạnh, một cái sự uy lực khi chúng ta thả những tiếng bát vào ở trong những bản nhạc nhẹ, hoặc là những bản DJ remix, hoặc là chúng ta nghe những bản nhạc không lời, có những cái phần âm trầm để hai con bát này nó sẽ xử lý. Và đối với WeWood G6000 thì trong những không gian chúng ta sử dụng dưới 30 m², chúng ta không cần thiết phải dùng trầm ạ. Em khẳng định với các bác một điều là như vậy, tại vì hai con bát này tiếng trầm của nó rất hay, rất sâu, và chúng ta sẽ không cần phí thêm tiền để chúng ta trưng bày thêm những chiếc loa siêu trầm nữa. Và trong những cái không gian dưới 30 m² thì cũng tương đối là chật hẹp, và chúng ta đỡ mất một cái diện tích để chúng ta trưng bày những chiếc loa trầm. Còn phiên bản này thì đang cho chúng ta khai thác ở ngưỡng công suất cực đại lên tới 700W và 1400W một đôi loa, và chúng ta thoải mái chơi trong những không gian 5-60 m². Đấy là thoải mái ạ. Còn chúng ta hơi rộng hơn thì chúng ta nên sử dụng những chiếc loa siêu trầm để có một cái sự đầy đủ với các giải âm thanh. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái bộ combo ngày hôm nay thì bên em đang phối ghép với các thiết bị rời, hướng đến những sự chuyên nghiệp, hướng đến sự chuyên nghiệp, vì ở đây sẽ có các thiết bị tách bạch, mỗi một sản phẩm nó sẽ mang một nhiệm vụ khác nhau. Đây là chiếc đẩy WeWood GX-S600 Pro. Đây là con đẩy công suất, chính vì vậy tất cả những cái nền nhạc hay là cái phần xử lý karaoke của chúng ta đều được con đẩy này đưa ra loa. Nó có một cái mức công suất lên tới 1000W thừa so với đôi loa này, và đôi loa này nó sẽ phát huy được tất cả những gì vốn có trên đôi loa, và con đẩy này sẽ là cái sản phẩm để đưa những tín hiệu mà chúng ta mong muốn ra. Và những tín hiệu đấy được xử lý như thế nào? Nó sẽ được xử lý trên một con vang. Đây là con vang KM 360, vang số chỉnh cơ. Chính vì vậy chúng ta sẽ điều chỉnh cái sản phẩm này nó sẽ rất đơn giản. Em cũng đã rất là nhiều lần test cho chúng ta rằng khi em bật nguồn thiết bị lên, tăng giảm âm lượng và không cần điều chỉnh bất cứ một cái trên áp, không cần căn chỉnh thêm những cái tần số âm thanh thì chiếc vang này nó đã auto hay ạ. Còn chuyên nghiệp nhất, một cái điểm nhấn trong cái combo ngày hôm nay đối với những ai thích hát karaoke, đấy chính là bộ mic không dây WK321, một sản phẩm nâng cấp so với 321 cũ ạ. Đây là phiên bản 321 Pro, giá chỉ vênh hơn một chút xíu thôi ạ. Và bộ dàn combo ngày hôm nay thì sẽ có 4 thiết bị. Cặp loa này 12,5 triệu, chiếc đẩy 8 triệu là 20,5, chúng ta cộng thêm 13 triệu rưỡi chiếc vang KM360 là chúng ta sẽ có 24 cộng 3,5 triệu. Còn mic là 27,5 triệu. Tuy nhiên em sẽ có một cái phần quà giảm trừ cho các bác không ít đâu ạ. Và các bác hãy nhanh tay nhấc máy và gọi điện cho bên em. Khi các bác đã nghe rồi, các bác đã xem rồi và các bác đã có những cái nhu cầu về bộ dàn này rồi thì xin mời chúng ta hãy nhanh chóng và chốt đơn ạ. JKAudio đặt tại 133 phố Trường Lâu, Long Biên, Hà Nội rất hân hạnh được chào đón các bác nhá.